Rồi hôm nay mình sẽ test cho bạn đó là Sony SG7 với cái nhạc Bolero nhé. Bạn nào xem video của mình hãy bấm nút đăng ký và bấm vào cái chuông để nhận được sớm nhất những video mình đăng lên mỗi ngày. Và đó là cách để ủng hộ Nguyên Hồng. Tâm tư riêng anh.
thỉnh thoảng lối đi nắng mai chậm chừng. Sài Gòn đã bán mức giá là 20.500.000. Đây là một đôi loa được sản xuất năm 1976. Tên đầy đủ của nó là Sony SSG7 bass 4 tấc, thùng gỗ lạc rất là đẹp, 3 đường tiếng. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ sớm Nguyên Hồng Audio ngay số điện thoại dưới góc màn hình nhé. Còn mình có cái video giới thiệu rất là chi tiết, các bạn có thể đăng ký kênh để bấm lại những cái video mình giới thiệu trước thì có cái đôi loa này rồi. Tại vì mình đã test nhạc, mình đã giới thiệu kỹ rồi nên giờ mình không nói kỹ nữa. Đăng ký chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác.